Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Hôm nay là ngày thứ năm ngày 12 tây tháng 8 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi qua đề tài thứ hai thì vẫn là phần bảo trợ. Epoch Times là một công ty truyền thông độc lập, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tập đoàn hay đảng phái chính trị nào. Có mặt trên 36 quốc gia và được dịch sang 22 ngôn ngữ. Tuần báo Epoch Times tiếng Việt phát triển rất nhanh tại Hoa Kỳ, mang tới cộng đồng người Việt những tin tức trung thực và giá trị truyền thống kính mời quý vị ủng hộ đặt báo qua hai số 626 618 6168 và 714 356 8899 hoặc trực tiếp itviet.com trân trọng giới thiệu. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với tờ Epoch Times Việt ngữ qua trang web của họ itviet.com và đó là phần bảo trợ. Và trong cái đề tài đầu tiên thì phong đã mượn một bài viết trên tờ South China Morning Post số ra ngày hôm nay. Trong đó kể lại câu chuyện sự nguy hiểm của mạng xã hội và các trang áp dịch vụ cung cấp cho mạng xã hội như thế nào. Sau khi mà có cái bài viết mà của tờ báo này, trong đó nhắc lại cái việc mà một cô bé 13 tuổi tới kiếm một bác sĩ ở Hồng Kông để chỉnh sửa cái lỗ mũi của mình giống như là nữ ca sĩ Kelly Jenner của Đức. Và quý vị, câu chuyện này bác sĩ đã tên Man và bác sĩ này 71 tuổi ông đã phải từ chối rất nhiều những người mà gọi đến văn phòng khi mà họ yêu cầu sửa thẩm mỹ, tức là thẩm mỹ lại cái gương mặt của họ ở ngoài đời giống như những cái hình mà họ chụp ở trên app mà được post ở trên những cái mạng xã hội gồm có Instagram, Facebook hay là TikTok vân vân. Và từ câu chuyện này thì à, bác sĩ người Đức là Hubert cũng đã lên tiếng, Alexander Hubert cũng đã lên tiếng và cho rằng tiềm năng nguy hiểm của giới trẻ đang lao vào những cái trang app và những cái cách làm đẹp và những cái cách chỉnh sửa này nó đã dẫn tới tiềm năng nguy hiểm từ trên mạng xã hội từ trên một cái ảo và bây giờ nó muốn biến thành sự thật tuy nhiên với cái phân tích riêng của tôi thì nó không phải chỉ là cái nguy hiểm của cái trend tức là cái bày đàn cái đang chạy ở trên mạng xã hội mà cái nguy hiểm nó đến từ nhiều cái góc cạnh khác thứ nhất là những chủ nhân của những trang app này chúng ta không biết rõ lai lịch của họ và cũng không biết họ từ đâu và ở đâu. Họ chỉ là những cái dịch vụ cung cấp những cái app để mà chỉnh sửa hình ảnh. là ăn theo những cái mạng xã hội như là Facebook, TikTok, và Instagram và mức độ an toàn của nó chúng ta không bảo đảm được. Tức là dữ liệu của mình sẽ bị à, lấy cấp và sẽ bị cung cấp bởi những cái à, à, những cái à, công ty mà nó nó đẻ ra những cái trang app này. Đặc biệt là Trung Quốc có rất nhiều những cái loại app này và nhà nước cộng sản Trung Quốc là những kẻ đứng phía sau điều khiển toàn bộ tất cả những cái trò này, đặc biệt là trên TikTok và trên Instagram rất là nhiều, những cái loại app này nó đầy rẫy ở trên đó. Và quý vị, đó là điều nguy hiểm thứ nhất là cái dữ liệu của mình sẽ không được an toàn, nhất là con em của mình. Và bởi vì những đứa những đứa trẻ từ 12 cho tới 18 tuổi ở cái tuổi teenager này nó lao vào một cách cuồng điên ở trong các cái trang của TikTok của uh, Instagram của Facebook và nó đã tạo nó cố tình tạo đi chạy theo những cái trend đó làm cho nó tốn rất nhiều thời gian trên mạng xã hội và điều này là điều rất nguy hiểm cho cái nền móng của gia đình. Và điều thứ ba nguy hiểm nhất là những cái trend này nó đang tạo một cái văn hóa hoàn toàn khác biệt cho giới trẻ và cái văn hóa này có thể dẫn tới một cái băng hoại xã hội và một cái uh, gọi là phá vỡ tất cả những cái nền tảng cũ gia đình mà chúng ta đã gìn giữ trong nhiều năm, trong nhiều thế hệ và trong nhiều ta uh, gọi là thập kỷ qua luôn chứ không phải là, là, là thập niên đâu quý vị thập kỷ tức là cả trăm năm qua đó là những cái nền móng mà chúng ta giữ lại thì cái mạng xã hội nó có thể phá nát tất cả những điều này khi mà con em của mình tuổi từ 12 tới 18 chạy theo những cái trend tức là những cái bày đàn ở trên cái uh, đó, trên cái mạng xã hội đi kiếm view đi kiếm like rồi đi kiếm uh, cái người mà tiếp xúc hoặc là đi kiếm follower nó trở thành một cái làn sóng cuồng điên bây giờ nhất là trên TikTok, nhất là trên Instagram. Và điều này nó sẽ dẫn tới những đứa nhỏ, những đứa nhỏ có thể làm những chuyện mà nó không biết rằng bản thân của nó phạm pháp hay nó không biết rằng bản thân của nó đang phá hoại toàn bộ cái danh dự gia đình. Bằng những hành động cuồng điên cuối cùng chỉ để câu những cái view xem, câu những để được thỏa mãn cái sở thích, không đem lại một lợi lộc gì cả. Và đây chính là cái tiềm năng rất nguy hiểm mà vị bác sĩ tên Man ở Hồng Kông đã đưa ra một cái kết luận là Max Zuckerberg đã create một con monster. Tức là đã, đã tạo ra một con một con quỷ và con quỷ này rất là cái sức tàn phá của nó sẽ khủng khiếp vô cùng nếu chúng ta không có biện pháp ngay từ bây giờ. Ok quý vị, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Bây giờ bước qua đề tài thứ hai. Trong đề tài thứ hai thì à, sáng à, chiều nay tôi lại đọc một bản tin từ tờ báo Thanh niên là cái tự nguyên văn của nó là thành phố Hồ Chí Minh kiên cường chống dịch, tư nhân tham gia mua tiêm vaccine Covid-19. Ok, quý vị, đây là một trong những cái uh, tựa và trong đó thì uh, dẫn lời của một bà, uh, một bà có tên là Nguyễn Thị Lệ Thu là giám đốc tiếp thị và phát triển uh, uh, kinh doanh của bệnh viện FV và có cái văn thư gửi cho bộ y tế đề nghị là thông qua các cái uh, cơ sở tư nhân có thể giúp họ mua những cái thuốc chủng ngừa từ nước ngoài thay vì là à, liên lạc giữa cấp chính phủ thì cho phép các tư nhân được quyền dùng cái quy thế cá nhân của mình liên lạc ở bên ngoài để mà mua thuốc chủng ngừa nhằm cung cấp kịp cho thị trường Việt Nam. Trong lúc mà Việt Nam đang à, bùng nổ đại dịch. Ok quý vị, nhìn cái tựa thì và đọc cái bài thì chúng ta thấy có vẻ như là khá tốt tức là có thiện trí để tìm cách gọi là giảm đi tất cả những cái sự lây nhiễm ở trong ở trong Việt Nam bây giờ nếu quý vị đọc kỹ đọc bài này thì chúng ta có cảm giác đó nhưng mà nếu quý vị ở bên ngoài Việt Nam và nếu quý vị đang <laughs> ở bên ngoài Việt Nam và quý vị đọc kỹ thì quý vị mới thấy được rằng có hai vấn đề vấn đề thứ nhất mà tôi nhìn thấy rõ là sự tuyên truyền bịp bợm rõ nét. Và thứ hai là sự yếu kém thiếu phương tiện của cộng sản Việt Nam. <laughs> hai điều này nói rất rõ ràng. Tại sao tôi gọi là tuyên truyền bịp bợm? Cho phép tức là các cái cơ sở tư nhân có thể trực tiếp liên lạc với nước ngoài để xin cung cấp thuốc chủng ngừa. Như vậy thì cũng không phải gọi là bịp bợm cũng có thể xảy ra lắm nhưng mà tôi nói trước các thuốc chủng ngừa của anh và của Hoa Kỳ và của Đức là tuyệt đối không có tư nhân nào có thể thương thuyết được cả. Duy nhất chỉ có chủng ngừa của Nga và của Trung Quốc thì tôi không biết là họ có cho chính phủ của Cộng sản Trung Quốc và chính phủ Nga có cho phép điều thương lượng theo cái dạng gọi là tư nhân mua riêng hay không thì tôi không biết. Nhưng mà rõ ràng của Anh, của Đức và của Hoa Kỳ là tuyệt đối cấm chuyện này. Cho tới giờ phút này tôi đang ngồi nói chuyện với quý vị. Là tất cả các cái chủng ngừa của những quốc gia này nếu bất kỳ một cái một cái công ty, một cái quốc gia hay một cái cơ sở nào đó ở bên ngoài mà muốn đề nghị mua thuốc chủng ngừa của Hoa Kỳ và của Anh hay của Đức đều phải được thông qua cấp chính phủ của các quốc gia này. Tức là chính phủ Anh, chính phủ Đức và chính phủ Hoa Kỳ. Không có tư nhân nào làm được chuyện này cả. Tất cả đều là những bài viết nổ và bị bỏm hết. Tất cả nước thuốc chủng ngừa tại Việt Nam bây giờ, hôm trước tôi đã có khẳng định rồi, là chưa có mua được cái gì cả. Và tất cả những cái chủng ngừa đó đều được quyên tặng bởi những quốc gia donor. Trong đó có Hoa Kỳ, có Nhật Bản, có Úc và có một số quốc gia khác. Và bây giờ Cộng sản Việt Nam lại chơi trò ma lanh tức là yêu cầu các quốc gia mà không dùng nhượng lại cho họ có nghĩa là họ mua lại nhưng cái này là cấp chính phủ ngay cả pháp đồng ý là chuyển là không dùng cái số lượng chủng ngừa của anh thì họ chừa cái lô hàng đó họ bán lại cho chính phủ việt nam thay vì họ dùng thì có thể xảy ra với điều kiện chính phủ pháp đồng ý tức là chính quyền của ông à, à, Emmanuel Macron đồng ý. Có điều là quý vị, nước Pháp bây giờ cũng đang bùng nổ dịch bệnh. Và người dân Pháp đang biểu tình chống tình trạng phong tỏa. Pháp là cái nơi cần thuốc chủng ngừa hơn ai hết. Họ phải nhập cản chủng ngừa của Anh, của Đức. <laughs> Tại vì Đức là công ty biotech hợp tác với Pfizer. Cho nên Đức có thuốc chủng ngừa. Thì họ cần cái thuốc chủng ngừa đó. Do đó cái chuyện mà Pháp nhượng lại. Thì tôi không biết thiệt hay giả. Tại vì tôi không có bệnh pháp để tôi kiểm tra được. Và tôi cũng không có liên lạc được những cái văn phòng. Tại tôi không biết tiếng Pháp. Đi vào những trang web của à, mấy cái chính phủ Pháp toàn là Pháp ngữ không. Tôi đọc tôi không hiểu luôn. Cho nên tôi cũng không biết là chính phủ Pháp có đồng ý hay không. Đơn phương báo của Cộng sản đăng thì là như vậy. Nhưng không phải là cho nha quý vị. Họ nhượng. Tức là thay vì họ mua cái phần đó của họ mua. Họ nhượng lại cho phía Việt Nam mua. Hoặc là họ đã mua rồi. Và họ bán lại cho phía Việt Nam thì cái điều này chúng ta chưa xác định nguồn tin đó là điều thứ nhất điều thứ hai là cho tới giờ phút này tôi đã từng giải thích với quý vị rất nhiều lần về cái cách phân phối thuốc chủng ngừa của hoa kỳ của anh và kể cả của đức đức thì à, chính phủ đức kiểm soát anh chính phủ anh kiểm soát ở đây tôi nói quý vị ba loại chủng ngừa của hoa kỳ pfizer moderna và johnson johnson ba loại thuốc chủng ngừa này đều nằm trong tay của chính phủ Hoa Kỳ bởi vì cái tiền mà tài trợ để họ nghiên thu, uh, nghiên cứu cái thuốc chủng ngừa đã được tài trợ bởi chính quyền liên bang do đó tất cả việc cung cấp phân phối của họ <laughs> là do chính quyền liên bang quyết định chứ không phải là công ty đó họ quyết định họ có thể quyết định là thực hiện thêm những cái cuộc nghiên cứu kế tiếp uh, uh, nghiên cứu kế tiếp hoặc là họ có thể đề nghị là cho cái giấy phép toàn diện, tức là cái cái license của FDA toàn diện đại khái, nhưng họ không có quyền thương thảo. Tất cả đều phải thương thảo qua chính phủ Mỹ. Vậy thì quý vị nói cho tôi biết đi, công ty tư nhân lấy tư cách gì thảo luận với chính phủ Mỹ? Bất kể là họ có giấy cho phép của chính quyền cộng sản Việt Nam được là được đi thương thuyết nha rồi bây giờ họ liên lạc với tòa đại sứ của mỹ ở tại việt nam hay là lãnh sự quán của mỹ ở việt nam cả lãnh sự quán vẫn tòa đại sứ vẫn phải đệ trình lên trên chính quyền của ông joe biden và trên chính quyền của joe biden thì sẽ không có tình trạng mà cho phép được mua trước nếu trường hợp khẩn cấp lắm thì họ sẽ ứng ra một số những cái thuốc chủng ngừa họ tặng cho việt nam thì có và sắp sửa cái chuyến ra viếng thăm của của bà Kamala Harris thì tôi biết chắc chắn rằng là sẽ có một số thuốc chủng ngừa, ống trợ thở, các phương tiện y tế để tặng cho cộng sản Việt Nam. Tặng thôi quý vị. Tại vì họ là quốc gia đo nè. Thì họ tặng thôi, còn việc mua bán là không có. Việc mua bán phải theo thứ tự đàng hoàng. Thứ tự đó là cái giá của nó là không trả được nha quý vị. Không ngồi đó mà trả giá như hàng tôm, hàng cá đâu cái giá là do chính phủ mỹ ấn định mà chính phủ mỹ ấn định là họ phải bảo đảm cái giá cả đó công bằng vừa mang tính chất hỗ trợ cho những quốc gia khác nhưng cũng phải lấy lại cái tiền mà đã chi ra trong cái vấn đề mà họ đã bỏ tiền ra để nghiên cứu vaccine đó là điều không thể tránh khỏi nhưng mà cái giá thì không quan trọng giá cả không quan trọng bởi vì mỹ cũng không có chủ trương trục lại trong vấn đề này tức là họ lấy một cái giá trung bình để cho công bằng các phía thôi. Mục đích là để cho cả thế giới được chủng ngừa. Điều chính là như vậy, chứ không phải là vấn đề tài chánh. Vấn đề tài chánh chỉ là vấn đề phụ. Vấn đề là cả thế giới phải chích chủng ngừa để ngăn ngừa cái dịch bệnh này lây lan ra. Đó mới là mục tiêu chính. Nhưng nó cũng phải theo thứ tự. Thứ tự tức là như thế nào quý vị? <laughs> Có nghĩa là nó cũng phải đi theo cái lộ trình mà chính quyền Joe Biden đã hoạch ra. Và trước đó chính quyền của ông 45 Các quốc gia Có cái nhu cầu cấp thiết nhất Ví dụ như Ấn Độ Ví dụ như là Brazil Ví dụ như là Indonesia Là những nơi được xem là cấp thiết nhất Tại vì những nơi này Sự lây lan và sự uh, Lây nhiễm và cái mức độ tử vong Cao nhất Thì cái phần này họ sẽ ưu tiên một phần Một phần thôi quý vị chứ không phải toàn diện Một phần để giảm đi thôi chứ không có bán hết cái kiểu mà giống như dân số Ấn Độ 1.4 tỷ dân bán đủ 1.4 tỷ cái liệu cái liều chủng ngừa không có chuyện đó bằng 1 phần 10 hay là 1 phần trăm thôi ví dụ một đợt như vậy được Ấn Độ mà được khoảng chừng 20 triệu liều 30 triệu liều là mừng lắm rồi không hơn được với dân số 1.3 1.4 tỷ dân Indonesia cũng đang bùng phát mạnh mẽ và số lượng người tử vong rất cao cao nhất ở khu vực Đông Nam Á. Và dân số Indonesia là 200 triệu dân. Thì cùng lắm, họ mua được cả chừng 10 triệu, 20 triệu liều là quá lắm rồi. Không hơn được nữa quý vị. Tại vì Hoa Kỳ còn phải phân phối cho những quốc gia đồng minh nữa. Mà cái mức xuất cản của các quốc gia, của các công ty Moderna, Johnson Johnson và Pfizer, kể cả Biotech của Đức. Mức xuất cản của họ giới hạn, họ làm 24 trên 24 cũng không kịp sản xuất nữa mà trong khi đó lệnh của ông tổng thống là từ đây cho tới tháng 11 là phải có 200 triệu liều riêng cho nước mỹ phải cung cấp đầy đủ 200 triệu liều riêng cho nước mỹ các hãng bây giờ vắt dò lên cổ mà chạy để mà lo có kịp cho nước mỹ trước sau nước mỹ rồi là hai quốc gia được xem là ưu tiên hàng đầu là hai quốc gia có đường biên giới với nước mỹ Mexico và Canada và hôm rồi thì chính quyền Biden vừa mới ký xong là đồng ý cho Pfizer cung cấp 22 triệu liều chủng ngừa cho Mexico. Mới kiến cách đây 2 ngày thôi quý vị. Là mới cho phép là cung cấp cung cấp tức là bán đó là cho phép các công ty được bán cho Mexico 22 triệu liều. Thì quý vị cứ theo cái bảng thứ tự này mà chúng ta nhân lên cứ theo các bản thứ tự này chúng ta nhân lên thì quý vị sẽ biết được là chừng nào tới Việt Nam. Việt Nam không nằm trong danh sách được ưu tiên khẩn cấp. Điều này khẳng định luôn. Nếu mà quý vị vào trong cái trang mà nó gọi là WHO.UN Ok, WHO tức là Tổ chức Y tế Thế giới nằm ở cơ chế Liên Hợp Quốc. Quý vị vào trong đó quý vị sẽ biết được là cái tổ chức y tế thế giới sẽ định ra khu vực nào là khu vực nằm trong tình trạng gọi là khẩn cấp và gọi là urgent cần phải hỗ trợ thì việt nam không nằm trong danh sách này do đó loại trừ cái việc mà được mua ưu thiên trước vì nước mình bị nhiễm nhiều quá loại trừ rồi thứ hai là theo trình tự thì sẽ do các quốc gia đồng minh trước bây giờ nhật 120 triệu dân chưa có đủ thuốc chủng ngừa nguyên một cái quốc gia nam hàn rồi nguyên một cái lãnh thổ đài loan tôi nói khu vực á châu thôi nha quý vị nguyên cái lãnh thổ đài loan và chọn chọn vẹn nước indonesia lẫn malaysia và singapore kể cả thái lan cũng là đồng minh của hoa kỳ luôn những quốc gia này vẫn chưa có mua được thuốc chủng ngừa thì lấy đâu ra mà cộng sản việt nam nói rằng cho tư nhân bây giờ cứ cho phép tư nhân mua đi cứ cho là à, hợp lý đi, nhưng mà tư nhân lấy tư cách gì mà thương thảo với chính phủ Mỹ đây? Đâu phải tư nhân tự ý là vận à, động quen biết rồi chạy tới Moderna là Moderna sẽ cho nổ. No. Moderna cho dù ông chủ của Moderna có là à, thân thiết với Việt Nam đi nữa, ông ta vẫn phải làm theo cái quy trình của chính phủ. Tại cái đó là của chính phủ nó thuộc về chính phủ của Hoa Kỳ. Chứ Moderna không có quyền quyền đó sẽ được quyết định sau khi mà moderna đã hoàn tất những trách nhiệm của họ với chính phủ mỹ sau khi họ hoàn tất có nghĩa là năm tới khi mà thuốc chủng ngừa đã có tràn lan khắp thế giới rồi dư giả ra rồi thì lúc đó cái quyền đó được trả lại cho moderna và lúc đó moderna có thể sẽ cho phép à, thương thuyết cá nhân tức là những tổ chức à, cơ sở tư nhân có thể thương thuyết để mua của moderna còn bây giờ không được quý vị từ đây cho tới cuối năm tôi chắc chắn với quý vị luôn tất cả đều phải thông qua chính phủ của hoa kỳ và nếu thông qua chính phủ của hoa kỳ bây giờ cứ đặt trường hợp Kamala harris đang có mặt uh, sắp sửa tới việt nam à nguyễn xuân phúc trong vai trò chủ tịch nhà nước yêu cầu tôi dùng chỉ yêu cầu cho hoa kép nha đi xin mà cứ suốt ngày cứ yêu cầu không quý vị là hoa kỳ hỗ trợ cho việt nam chống đại dịch bằng cách là ưu tiên cho việt nam được nhiều thuốc chủng ngừa hơn thì câu nói của Kamala Harris sẽ là Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ và số lượng có thể cung cấp được thêm một ít nữa, một vài triệu, cho tới 5-7 triệu là tối đa. Là tối đa. Còn nếu đề nghị mua thì bắt buộc Kamala Harris nói no. Vẫn phải theo cái trình tự và cái danh sách, theo cái nhu cầu mà chính phủ Hoa Kỳ đang có. Không có cái kiểu mà bóc ở dưới nhét lên trên. Mỹ không có chuyện đó mà Kamala Harris cũng không thể làm chuyện đó được nữa. Lý do mặc dù bà ta là phó tổng thống nhưng bà ta không có quyền đó tại quyền đó nó còn liên hệ tới cái nỗi cát là CDC và phải làm việc với cộng đồng quốc tế tức là tổ chức y tế thế giới nơi nào được ưu tiên. Tại vì đi sai một cái, trong khi Ấn Độ đang cần mà Việt Nam được ưu tiên trước, Ấn Độ nó quốc liền nó kiện lên WTO liền, nó kiện lên trên A, 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 tổ chức y tế thế giới tức là WHO đi nó nói, ủa chúng tôi một ngày chết 200 300 ngàn người mà tại sao mà lại có cái người có cái, có cái anh chàng nào nhỏ con mà nhảy lên đầu tôi ngồi vậy trong khi Ấn Độ đang là đối tác và là đồng minh của Hoa Kỳ Ấn Độ là nằm trong đợt khóa tức là nhóm bộ tứ kim cương đang có những hợp tác quân sự với Hoa Kỳ Ấn Độ đang là một cái thị trường tiềm năng trên một tỷ dân của Hoa Kỳ đâu có thể nào mà Việt Nam nhảy lên đầu ấn độ ngồi được do đó cái bài báo trên tờ thanh niên rõ ràng nó chỉ nói cái phần của cộng sản Việt Nam để nó tuyên truyền nó tuyên truyền là à, do, do cho người dân là bây giờ là mình sẽ kiếm uh, các công ty tư nhân bây giờ chính phủ uh, can thiệp không cự các công ty tư nhân sẽ giúp mua thì tôi nói tôi nói thật với quý vị nếu mà mua ở Đức và ở Anh và Mỹ thì chắc chắn nó là như vậy. Còn trừ khi là mở đường cho các công ty tư nhân này chạy qua mua chủng ngừa của Trung Quốc hay là mua chủng ngừa của Nga thì có khả năng xảy ra. Tại vì hai cái nước độc tài này <laughs> mình đâu có biết chính sách của họ. Và nhất là chủng ngừa của Trung Quốc. Những cái chủng ngừa mà của của Trung Quốc đó thì gần như là quý vị thấy rồi. Thì bây giờ là có thể là chỉ cho phép các cái công ty tư nhân ở Việt Nam đi mua thuốc chủng ngừa của Trung Quốc thôi. Đó là cái phần thứ nhất của vấn đề. Cái phần thứ hai của vấn đề. Quý vị thấy vừa rồi Cộng sản Việt Nam cũng đăng tin là phía Hoa Kỳ đã tài trợ một số những cái tủ lạnh cho phía Việt Nam để chứa chủng ngừa. Để chứa các cái loại chủng ngừa. Có nghĩa là toàn bộ ngành y tế của cộng sản Việt Nam không có đủ cái kho chứa theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Đây là phần thứ hai. Mình thấy được sự yếu kém của những kẻ cai trị. Khi bùng nổ đại dịch rồi, mình mới thấy được những cái kẻ cai trị này suốt ngày nó chỉ biết đục tiền người dân và nó không hề có cái khi gì chuẩn bị cả. Khi dịch bệnh bùng nổ, nó hết đỡ. Quý vị, tất cả những cái kho lạnh để chứa những cái chủng ngừa này là phải đúng cái độ của nó. Cái độ F của nó, cái độ lạnh của nó. Do đó, những loại chủng ngừa này ở Việt Nam không có. Ở Việt Nam không đủ và bây giờ Mỹ mới cho được một chút xíu thôi. Không có đủ chu cấp trên toàn quốc đâu. Chỉ là một phần thôi. Một phần đó cùng lắm vừa đủ cho Hà Nội hoặc là đủ cho Sài Gòn. Còn 64 tỉnh thành khác là coi như thua. Không có cái tủ nào mà chưa. Chứng tỏ là gì quý vị? Không hề có sự chuẩn bị và bây giờ giống như là dịch tới đâu đỡ tới đó không có một chiến lược không có một chính sách không có khả năng về chủng ngừa để phòng chống chủng ngừa và bây giờ thiếu luôn sự chuẩn bị các cái dụng cụ y tế không đủ khả năng trong khi cái ngành y tế của cộng sản việt nam là cái ngành hái ra tiền nhất nhưng mà tiền đi đâu hết rồi quý vị nói tôi nghe đi tiền đi đâu hết rồi mà tại sao giờ này không có lấy một uh, uh, không đủ khả năng mua và vừa rồi đại dịch nguyên nhiều nhiều tiền lắm mà và bây giờ những cái những cái tủ lạnh đó đâu những cái máy lạnh đó đâu những cái máy để uh, những cái thùng lạnh đó để chứa những cái uh, cái uh, thuốc chủng người đó nổi cái này không chúng ta thấy rõ ràng và chưa kể là gì quý vị các công ty khi họ bán đó trong báo chí của cộng sản việt nam cũng có nói là chuyện này đó là khi họ bán cái thuốc chủng ngừa qua họ phải bảo đảm cái quyền lợi của họ là họ buộc đối tác mua phải đáp ứng đúng tất cả những tiêu chuẩn yêu cầu của họ trong đó là cái độ lạnh của cái 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 cho kho chứa trong đó là những cái biện pháp an toàn không thể để cho những cái quần áo lây nhiễm mà nó có thể ảnh hưởng tới những cái mũi tiêm chủng ngừa rồi trong đó họ đòi hỏi là phải đáp ứng rất nhiều những cái quy tắc chung cái gai lai của tổ chức y tế thế giới để có thể đưa được cái thuốc chủng ngừa đó vào trong việt nam thì phải đáp ứng đúng một loạt những cái gai lai đó tức là những cái quy tắc những quy tắc đó gồm có cái phòng lạnh gồm có cái tiêu chuẩn quần áo gồm có cái tiêu chuẩn của những người phụ trách cai quản cái cỏ kho lạnh đó nữa phải có trình độ và phải có đáp ứng đúng tiêu chuẩn của các cái công ty này nữa. Thì cái vấn đề đó là huấn luyện thôi. Nhưng mà quý vị, nó đòi hỏi một dọc như vậy mà trong cái thời gian ngắn bây giờ, làm sao có thể làm được? Nếu mà thời gian nó dài vậy nè, thì không sao cả. Cái thời gian nó dài thì không sao. Đằng này cái thời gian nó cũng khúc vậy nè. Mà nó từ đây tới cuối năm là quý vị biết chuyện đó là impossible, không thể xảy ra được. Tức là bây giờ quý vị chỉ còn có một chọn lựa. Nói thẳng luôn là người dân ở Việt Nam ngoại trừ cái thủ đô Hà Nội ra là nó được ưu tiên chích tất cả chủng ngừa của Anh, của Mỹ mà người ta cho về đó. Nó ưu tiên cho dân Hà Nội trước rồi. Còn toàn bộ dân chúng Việt Nam chỉ có một con đường. Một là không chích. Còn hai chịu khó chích chủng ngừa của Nga và của Trung Quốc. Có vài người may mắn. Tức là nó có được vài trăm ngàn cái mũi chủng ngừa dư ra. Từ Hà Nội chuyển vô thì nó chích ai ai may mắn chích được thì chích. Ai không may mắn thì đáng chịu. Tại vì tổng số thuốc chủng ngừa tới Việt Nam bây giờ có 5 triệu liều thôi quý vị. Ê, 8 triệu liều thôi. 8 triệu liều đó nó ưu tiên hết cho Hà Nội rồi. Tới Sài Gòn được vài trăm ngàn thôi. Và vài trăm ngàn đó là khi mà nó chích cho một phát rồi đó, là phải lên quảng cáo cho nó là tôi chích miễn phí. Thì cái chuyện này đương nhiên. Nhưng mà toàn bộ còn lại thì sao? toàn bộ còn lại đó ngày hôm nay là Sài Gòn nó cho chích chủng người Trung Quốc rồi đó, sẽ có bao nhiêu người sẽ chích đây, Một triệu liều đó. Cuối cùng dân Việt Nam toàn bộ ngoại trừ cái cái Hà Nội ra, còn lại toàn bộ sẽ phải chích chủng người của Trung Quốc hoặc của Nga, của Nga hoặc là chọn không chích. Đơn giản vậy thôi. Để à, tôi vạch ra cái này để cho cái đám báo chí trong Việt Nam cái đám truyền tuyên truyền trong Việt Nam nó không bị bộng quý vị là tư nhân có thể mua được ở bên Mỹ. No. Giờ phút này chính phủ Mỹ không có thương thuyết với tư nhân. Giờ phút này chính phủ Mỹ chỉ thương thuyết cấp quốc gia. Và theo thứ tự của từng quốc gia. Chứ không có phải là muốn nhảy lên đầu người ta thì nhảy. Do đó, những cái lời chia sẻ hay là những cái lời phỏng vấn đó chỉ mang tính chất tuyên truyền để mà xoa dịu lòng dân thôi. Cuối cùng quý vị, ít nhất cuối năm nay, thì Việt Nam mới có được chừng hai ba chục triệu liều là may mắn lắm rồi từ đây tới cuối năm đó hai ba chục triệu liều theo thuốc của bên Mỹ hay là của Anh đó, là may mắn lắm rồi đừng nằm mơ mà có tới 50 triệu liều cho tới 100 trăm triệu liều tới cuối năm là con số nổ và không có thật Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện chiều tối ngày hôm nay để cho quý vị thấy rõ những cái trò bịp bợm tuyên truyền của Cộng sản vẫn tiếp tục sử dụng các cái uh, cơ quan truyền thông của họ để tuyên truyền che đậy những cái yếu kém của họ phong sẽ trở lại trong cái phần tin cập nhật buổi tối và ở phần này quý vị và các bạn có thể đem đề tài ngày hôm nay lên để chúng ta thảo luận hoặc là có thể vào cái tin cập nhật buổi tối quý vị dựa trên đó và chúng ta có thể thảo luận lúc 6 giờ 30 giờ california tức là 8 giờ 30 giờ houston texas cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người và chúng ta gặp lại sau bye bye